nào cũng vậy đó, tỏ ra cái tánh nó giống y như Phật á, cái tánh tư được vừa lúc lên nó giống như Phật rồi á. Dạ đúng rồi. À, cái trắng mà đưa lên mới nhặt lên đó, à, không, cái hai chỗ cái trắng mà vượt lúa lên cao đó, y như Đức Phật ngồi, nhìn cái, y như Đức Phật ngồi đó, hay lại nha, ngồi đẹp quá. Lần trước cũng vậy ha, nhớ không? Lần trước nó bự hơn, rõ hơn, lần nào cũng có đó. Chim bay trên, ủa máy bay. Đó, bắt đầu thực sự nó ấy rồi đó. Giống quá. Nãy động hết chứ luôn. Lặng rồi đó. Ờ, lặng luôn rồi. Mình hết. Ok.